Safawi. Safawi. Safawi và Riho. 1-0. Những gì mà tôi đã phán đoán trở thành hiện thực. Bàn thắng tuyệt vời của Safawi. Cú đá quá hiểm hóc. Bế tắc và nó cũng làm nổ tung không khí trầm lặng trên sân hồng Bukit Jalil. Không có cơ hội cho Riho. Cú đá quá chính xác, vượt qua hàng rào của Indonesia và găm thẳng vào góc cao. Nó còn chạm khẽ vào hàng rào của Indonesia và đi vòng lên một chút, khiến cho trái bóng đi ra khỏi tầm với của thủ môn Riho. Ấn tượng của Safawi, pha bóng mà chúng ta đang được xem lại thì đúng là hàng công của vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các thủ Malaysia. Đội quân của huấn luyện Tan Cheho vẫn đang cố gắng kiểm soát thật tốt trái bóng và cũng như kiểm soát chặt chẽ thế trận. Safawi. Safawi, sai lầm của các thủ Malaysia. Sai lầm của trung vệ Basna và ngay lập tức Safawi đã chấp được cơ và dứt điểm rất nhanh. Safawi thực sự là người hùng của Malaysia. Và tự tin quyết đoán dứt điểm ở góc hẹp. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Sai lầm rất đáng tiếc của Sana và sau đó là pha xử lý quyết đoán của Safawi. Safawi có nhiều lựa chọn, có thể chuyền ra, có thể trả ngược lại trong đội, nhưng cầu thủ này đã chọn phương án dứt điểm quyết đoán ở một góc tương đối hẹp nhưng khoảng cách lại quá gần, chỉ cách cầu môn của thủ môn Riho khoảng 5m thôi. Cú đá tung nóc lưới của Safawi đã mang lại lợi thế vô cùng. Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ đứng sau Việt Nam của chúng ta mà thôi. Otavio rất hay, Ferry chắc chắn là bàn thắng rồi. Không được, nhưng có quả penalty. Ferry có thể xử lý không hay nhưng cuối cùng thì anh vẫn biết cách mang về cho đội nhà. Ta sẽ cùng chờ đợi xem thủ môn của Malaysia có bị thẻ đỏ hay không, hay chỉ là một chiếc thẻ vàng thôi. Rất nhiều trọng tài sẽ rút ra thẻ đỏ trong pha bóng này. Một pha phạt lỗi trực tiếp và ngăn chặn một bàn thua. Thẻ phạt nào được rút ra và Farizan Balayat đang đối mặt với Osat. Không vào, cú đá quá tệ của Osat và Parian còn thậm chí là bắt dính. Đã có 3 đến 4 cơ hội rõ rệt ở trận đấu ngày hôm nay nhưng đều không thể tận dụng thành công. Fabry đáng nhẽ phải làm tốt hơn ở pha bóng trước đó. Nhưng dù sao thì anh cũng đã kiếm về cho